Xin kính chào quý bạn đọc trên mọi miền Tổ quốc. Mình tên là Nguyễn Trần Bảo Châu, học sinh lớp 5A3, trường tiểu học thị trấn Vôi số 2, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Mình rất vui khi được đến với cuộc thi giới thiệu sách truyện trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến. Đến với cuộc thi, mình xin gửi đến quý bạn đọc cuốn sách có tên Tôi đi học của tác giả Nguyễn Ngọc Ký. Các bạn ạ, mình rất thích đọc sách hay tìm hiểu những tấm gương sáng vượt khó để đi đến thành công. Trong đó, người mà mình ngưỡng mộ nhất đó là thầy Nguyễn Ngọc Ký, cái tên rất thân thuộc với bao thế hệ thiếu niên Việt Nam. Đã là biểu tượng của lòng quyết tâm và sự kiên trì. Sự quyết tâm kiên trì của thầy đã thể hiện rõ qua quyển tự truyện Tôi đi học do chính tay thầy sáng tác. Cuốn sách kể lại về cuộc đời đầy khổ luyện và ý chí phấn đấu vượt qua nghịch cảnh để đến với thành công của người thầy tàn nhưng không phế. Mở đầu cuốn truyện là những lời giới thiệu và lời tự bạch chân thành từ chính nhà giáo để bạn đọc có một cái nhìn tổng quan về cuốn truyện. Để vượt qua bao khó khăn vất vả và trở thành một nhà giáo ưu tú như ngày hôm nay, thầy Nguyễn Ngọc Ký đã đấu tranh từng phút với bản thân, với nghịch cảnh. Tất cả những ký ức đẹp này được ông kể lại thông qua 39 câu chuyện của chính mình từ khi bắt đầu biết mình mắc phải căn bệnh quái ác cho tới khi nhận được giấy báo đỗ đại học. Từng trang sách, bạn đọc sẽ cũng trải lòng mình và đồng hành với tuổi thơ của nhà giáo. Năm lên 4 tuổi, Nguyễn Ngọc Ký bị bệnh bại liệt, hai tay không cử động được nữa. Lúc bấy giờ, quê của cậu bé Ký ở huyện Hải Hậu, tỉnh Hà Nam Ninh bị giặc Pháp đóng chiếm. Khi hòa bình lập lại, Ngọc Ký quyết tâm đi học nhờ sự giúp đỡ của thầy cô cùng bạn bè. Nguyễn Ngọc Ký dùng đôi chân của mình thay thế đôi tay và đến lớp đều đặn. Bạn học sẽ không khỏi xúc động khi lắng nghe những dòng tâm sự trong câu chuyện. Những ngày mon men đến lớp, những ngày tập viết bài thủ công điểm 10 hay ước mơ học giỏi toán của tác giả. Tôi đi học không quá cầu kỳ, trải chuốt trong từng câu chữ nhưng lại hấp dẫn chính trong những ngôn từ mộc mạc. Giản dị trên những câu chuyện, trải nghiệm thật của người cầm bút đã tạo một cảm giác gần gũi và hấp dẫn người đọc, đặc biệt là các bạn đang trong lứa tuổi đến trường. Tôi rất thích cuốn sách này bởi lẽ nó là một câu chuyện thực tế, tuy khó tin về một cậu bé bị bại liệt, lại có thể trở thành một thầy giáo ưu tú, nhưng tất cả là sự thật. Thầy đã dùng chân viết lên số phận của mình như một huyền thoại. Sau khi đọc xong cuốn sách nói về cuộc đời đầy khổ luyện và ý chí phấn đấu vượt qua nghịch cảnh để đến với thành công của người thầy tàn nhưng không phế, Tôi đi học là cuốn tự truyện kể về chặng đường vất vả mà thầy Nguyễn Ngọc Ký đã trải qua. Câu chuyện chân thật về sự khổ luyện đầy cảm động của Nguyễn Ngọc Ký thật đáng để mọi người noi theo. Cuốn tự truyện Tôi đi học như một lời nhắn nhủ cho tôi cũng như tất cả các bạn học sinh, hãy cố gắng học tập tốt hơn, lao động và rèn luyện tốt hơn để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Giống như lời của chính tác giả đã nói, hãy sống đừng để cho một phút nào của tuổi trẻ trôi đi hoài phí. Không có gì ngày mai không đạt được nếu hôm nay ta biết học hết mình. Các bạn hãy tìm và đón đọc
cuốn sách này nhé.